Lâu rồi Trung không quay trở lại, hôm nay Trung quay lại để xem thử tình hình. Không biết là bây giờ ông đã có sự thay đổi gì không nữa hay là bây giờ thế nào cả nhà? Hôm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 80, 85 rồi. Đây là con trai của ông lão 85 tuổi đây. Đây là con trai của ông lão 85 tuổi đây. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. À, cái nhà ấy, Trung đang đi từ thiện thì vô tình đi ngang thấy ông lão. Không biết là ông đó bao nhiêu tuổi đó cả nhà, nhưng mà ông già như vậy, ông đi lông khôn như vậy mà có vẻ như đi sinh đấy. Ủa sao hai đứa nhỏ vậy? Thưa nhà, Trung đang ở phường Rạch Sỏi thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ở vị trí đằng sau của Trung đây là nhà của ông cụ già tuổi, và ông cụ làm nghề ăn xin để nuôi đứa cháu, những đứa cháu mà được xem như là những người con của mình. Tại sao là xem mình những người con? Bởi vì ba mẹ nó đã vứt bỏ lại cho ông bà nuôi, chẳng khác nào những đứa con của mình, thưa cả nhà. Bây giờ với ông lão mà đang gánh nặng trên vai, Trung bất ngờ tới hôm nay thì Trung cũng không hỏi thăm, tại vì lâu rồi Trung không quay trở lại. Hôm nay Trung quay lại để xem thử tình hình. Không biết là bây giờ ông đã có sự thay đổi gì không nữa hay là bây giờ thế nào cả nhà? Ê dạ. Ơi, chào. Hello. Chào cô. Dạ. Đây đứa nhỏ là nuôi hồi giờ hả? Nó bệnh nó đi không mới về. Nó mới bệnh hả? Mà sao nó có tật gì, nó hay ăn đá, nó ăn tường rồi nó cứ. Là sao ăn đá hả? Ừ, ăn đá sỏi nè, chứ tường rồi nó mất qua nó ăn. Ăn được không? Không biết. Nó mất nó ăn cái họng, cái họng vậy. Rồi cái mất nó ra. Nó bị tai cái miệng đi nhà thương. Nó nhai vô họng luôn hả? Dạ. Nhai vô họng luôn á. Gì ghê vậy? Ổng thì ổng bệnh cái không có ăn được. Đó mới nói có chứ giúp chút ảnh gì cho. Ổng có tim ổng yếu gì đó chứ. Bữa ông bữa hôm nay sao đi bệnh viện gì không? Đi bệnh viện mà người ta không có tiền rồi thôi. Người ta không có vô rồi nó kêu là đóng tiền phòng trước rồi nó mới cho vô. Nói tôi không có tiền, tôi khổ quá. Nó nói đóng bao nhiêu ông? Không biết đóng bao nhiêu nữa. Nói mà đóng mới vô được, mới cho ông vô. Giờ tới ông hay tới đó chứ giờ. Hôm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 85 rồi. Ông bà họ cũng giờ cũng. Ông giờ ông lãng chú ơi. Ông lãng hả? Ừ. Chứ như cô biết là ông bao nhiêu tuổi? Ông tuổi con trâu á, chú tính bao nhiêu tuổi. Cô cũng không biết bao nhiêu mà biết tuổi con trâu thôi hả? Ừ. Tại vì dốt cũng không biết bao nhiêu tuổi. Cô hôm nay nhiêu tuổi? Thì tuổi cọp, không. Cọp với con trâu á, chú tính nhiêu tuổi. Chứ giờ. Đây cả nhà. Đây là con trai của ông lão 85 tuổi đây. Đây có phải là con ông không? Không. Này. Mày cũng như con rồi. Cháu ngoại. Nhưng mà ông nuôi nó từ nhỏ đúng không? Dạ. Ừ. Luôn. Mới đẻ tới giờ. Tới giờ luôn. Nhiều người cả nhà. Hàng xóm người ta, nhiều người cứ nghĩ là con ông không. Tại vì nuôi từ nhỏ tới giờ luôn rồi. Từ nhỏ tới giờ ba mẹ bỏ rơi. Rồi ba mẹ nó tới thăm ông cô. Mẹ nó bữa hỏi về con chút xíu. Cái vụ nhỏ kia đi luôn tới giờ. Hôm trước ghé thăm là nuôi một mấy đứa con, mấy đứa cháu ở đâu hết trơn rồi. Về trỏng hết. Cho hai đứa nhỏ về trỏng học.
Rồi mấy đứa kia thì nó đi tứ tung, còn nhỏ thứ ba thì theo mẹ nó rồi. Lúc nào ổng có mệt chứ vậy sao con? Ổng mệt bữa nay ổng coi thắng trời, ổng mệt như hoài đó. Hồi nãy có mệt gì không? Có. Mệt từ sáng giờ đó. Từ sáng giờ. Lúc nào cũng thở như vậy rồi khó như vậy luôn hả? Rồi cái lâu lâu cái ổng thở gì đó, cái ổng giảm giảm tốc độ ngồi cũng nghỉ. Dạ. Không thở gì vậy. Hoài. Rồi hôm nay đúng đang có tiền đi bệnh viện phải không? Tiền dạ. Hổng là tiền mượn ông tắt bệnh viện mà người ta kêu ấy rồi thôi. Không có mà đi luôn chứ không cho. Qua đây cô, qua đây cô, qua ngồi đây, ngồi gần đây. Không có tới đâu, ngay tới đó cho thì không đâu. Thiếu nhiều lắm. Dễ không cho mà. Hôm nay thiếu bao nhiêu rồi? Đang nợ bao nhiêu? Thiếu mà ổng cũng không có nói gì hết trơn chú ơi. Ổng thấy bệnh rồi ổng cũng không nói. Ổng thấy ông này bệnh rồi với thằng này nữa, ổng có nói gì hết trơn. Ổng nói bớt bệnh thì... Ủa ổng thiếu nợ cô không biết hả? Thiếu nó cũng như mượn thiếu ổng đó mà ổng không có nói. Cũng như thiếu rồi nào có rồi trả chứ ổng không có đòi như mua lần. À nợ chú nhà hả? Dạ. Mua lần thì ổng còn... Chú nhà này hả? Dạ, ông này cái đó là thiếu đọc phòng trọ hay là mình mượn tiền ổng? Phòng trọ. Phòng trọ. Ông kêu ông mượn, tính mượn ông đang vô nhập viện coi như thế nào. Không có giấy. Tính ra là ông tốt quá chứ, ông cho ở nợ hôm nay luôn quá chứ hả? Như anh nè, mới có tháng mà, có ảnh bệnh sao không biết nữa. Đâu chưa được một tháng nữa, ảnh mất. Anh người thứ hai đó, đem về cho thợ luôn. Ảnh đi bán cái số từ đồng từ cắt đó, rồi cái đó ảnh mất. Có hai em mà... Anh thứ hai của cô hả? Dạ, rồi cái ảnh mất rồi, cái đem về đây thợ luôn. Cũng bán vé số luôn? Dạ. Tính ra bé ra nhiêu tháng rồi cô? Mày hai tuổi mấy rồi? Hai tuổi mấy rồi? Sống là tính là từ nhỏ tới giờ luôn không? Còn đã hối tới giờ chú ơi. Ừ. Ông trước? Ông cũng khỏe khỏe, thì ông đi làm mua sữa cho nó uống. Còn thôi mấy con nhỏ cháu thì ông có em quen đó rồi nó thấy gì nó cho. Dạ. Yeah. Còn thuốc chú đó, thuốc bữa hổm chú cho đó, cái nói nó nói, của chú ung chú cho nè, đây có uống không? Tập kia đây uống, cái nó uống được, cái nó là ông biết chỗ ổng thôi. Nó đâu mày lên mày hỏi chứ không kiếm nó lên chảnh. À là sao cô cho cô cho nó hộp nhỏ nhỏ nè. Cho ai? Cho nhỏ em này nè, quen này nè, đây vô đụng ngay cái miễu đó. À. Cái nó uống được. Cái với cái ông trong này nè. Ổng ra biết chỗ đi mua đi ra ở đâu đó chú đi mày đi mua đi cho tao. Uống được xong rồi đi chắc là qua trực tiếp mua chỗ con luôn à. Thì đó, em mua. Yeah. Mua ra họ mua hộp bự nó mua viên. Rồi bữa nay còn không? Còn hộp nhỏ. Rồi còn có để đâu rồi? Ông cần nhớ cho chú. Đâu cô? Ông bán hộp này chú cho trong gạo đó. À, hộp này trong gạo. Ừ. Đây là hộp từ thiện ở nhà Trung có gửi cho trong gạo nè. Ừ, rồi cái uống á. À. À là hôm nay là cô cũng chia sớt cho bên kia hả? Chia sớt cho người hủ á, còn ổng thì đó ổng uống một hũ hộp viên đó. Dạ. Yeah. Ổng nhất mình nhớ rồi. Tính ra là Trung cũng ghé cho cô là mấy lần gạo luôn á. Yeah. Mấy lần cho gạo, cho đồ đạc, thậm chí là cũng gửi tiền nữa. Yeah. Thỉnh thoảng cũng có Mạnh Thường Quân gửi tới cho cô. Hôm trước là có người, cái cô gì ở bên Kiều Mỹ tự nhiên Trung quên mất. Là cô cũng tài trợ cơm cho chú cho ông đi ăn ngoài đó đó. Là cô đó là người tài trợ đó. Rồi hổng đã ngưng không đi xin bao lâu rồi? Có từng lễ nay rồi. Mệt hoài vậy. Không có đi được. Phải đi được đặng mua sữa cho thằng này. Nó hỏi chú này cũng đem lại cho mà chú Trung á. Dạ. Đem lại cho hai thùng sữa thì có không thường có quà nó cũng hay. Được. Gửi đây đó cái nhà cũng ghé gửi đó nè. Rồi cái nhưng mà cứu được phần nào nó đỡ đỡ thôi chứ. Dạ, cứ đâu có bây giờ thậm chí hôm trước đi bệnh viện cũng gửi tiền cho nữa.
À, mà bây giờ ông thế này thì cái nhà mình cứu được cái ngập thôi chứ không thể mà giải quyết cái nghèo được đâu. Dạ. Đừng con, đừng nữa rồi con. Cái tay còn rung không? Rung rồi chú ơi, chú uống thuốc này cho ngọt, chú cũng đỡ nổi nước nổi mà có cái ngọt. Chú rung, có thuốc viên không? Uống nó đỡ lắm. Thuốc viên á? À thuốc viên hả? Viên cao đông sơn hả? Ờ, cao đông sơn mà viên nhỏ cho chú. À, bữa trước có đưa cho chú uống hả? Ừ, của hổng. Ồ vậy hả? Uống hết trơn rồi. À. Ông uống cái đó thấy ông cũng vẫn dạ. Là uống thấy đỡ hả? Nó khỏe hả? Ờ, mà cái mệt đó thì... Để chú đưa con gửi thêm cho uống nha. Cái mệt đó thì không mỏi, cái đó thì nhức mỏi rồi thì... Mệt quá. Tại vì tim của chú là thuộc tim là bị gì thì tim con? Yếu suy tim cái gì? Yếu tim ta, yếu tim. Mình sợ là suy tim. Thành ra không dám cho uống cả nhà. Chứ sức khỏe của ổng là nếu mà trường hợp uống là cũng cải thiện nhiều lắm đó. Gung thì ổng cũng ít gung mà ôm thì ổng ăn được chú. Mà có một cái là ổng hay mệt. Người chỉ 1 tiếng, nửa tiếng các đầu ổng mệt gung hết trơn luôn. Chút mà hơi hột luôn. Rồi cô bây giờ con cái của cô mấy đứa con? Tôi ba đứa mà chết đó thằng trai thứ hai rồi còn nhỏ nhỏ Út. Nó Út bây giờ nhỏ gái đó là nó có chồng rồi, nó thôi chồng nó rồi. Còn thằng trai Út thì nó đi bơm cát cho người ta. Lâu lâu nó mới về, nó cho chút đỉnh đi bơm cát á. Ừ, con cô nó không nuôi cô được đứa nào hay sao? Có đứa nào nuôi đâu, có thằng hai chồng già. Ở tuổi già như vậy, bây giờ ông thì cứ thoi thóp như vậy luôn đó. Mà con cái không có nuôi được đứa nào hết rồi mình có buồn không? Buồn chứ, không lẽ hai ông bà uống thuốc tự giận chết mẹ rồi chứ bỏ cho nó làm. Bây giờ con mà nó không thương cha thương mẹ rồi mình biết làm sao rồi chứ. Nhiều khi nằm đêm nghĩ nó nói chuyện với ổng, nói là chồng chết mẹ cho rồi, cho mình nói rồi theo luôn. Chứ bây giờ khổ quá chừng, con nó không lo rồi bây giờ. Hồi đó mình nuôi nó, giờ nó không lo cho mình rồi sao giờ. Đã không có giúp được mà còn gieo thêm một cục nợ nữa nè. Đây nè, khổ giờ đây là cục nợ đó nha. Hả? Mà nói nó không hiểu chứ sợ nó hiểu nó nghe nó buồn á. Mà bây giờ mình nói đúng ra là như vậy nói đó nha. Nó cũng hiểu rồi, chú nó cũng biết rồi. Nhiều khi ông ngoại nó bệnh quá cái nó ôm. Dạ hả? Ông ngoại nó bữa hỏi nó bệnh quá chừng luôn. Ông tưởng luôn, yêu rồi bắt đầu nó khóc quá chừng luôn chứ. Nó ôm, nó khóc, nó nói, ông ngoại. Bà biết lớn lên còn đi làm nuôi được ông bà mà chắc chờ đợi nó lớn lên là thôi chứ. Trời lớn rồi chú ơi. Là bây giờ hả tôi nói rồi, nó lớn lên thằng hai ông bà nó xuống lỗ rồi. Không biết làm sao nó chắc nó lớn nuôi giờ nhỏ gì còn nuôi chứ lớn lên từ 15 16 tuổi không biết có quân ngủ nó bắt tôi giờ chồng. Mà bắt thằng này chắc tôi giết thiệt ở tù. Nuôi từ nhỏ tới lớn mà. Không lo từ đồng bạc nó tàn là cho có con, tiền á. Cha qua chỗ biểu nè, qua đây. Qua nào con? Qua đây qua con, qua đây cho biểu nè. Có tiền á thì đi cho. Qua đây. Có tiền á thì đi cho cha ăn. Nè, qua đây. Qua ăn biểu. Qua cho họ coi. Nó biết nói chuyện chưa? Biết nói chuyện ít. Thương ông ngoại không? Thương ông, nói đi. Con thương ông ngoại không? Thương ông con. Ừ? Thương ngoại không? Thương gục đầu coi, gục đầu coi. Thương không? Thương không? Thương không con. Lâu cái nó gặp, cái nó hung ông ngoại. Vậy hả? Hung ông ngoại coi. Hung ngoại cho chú coi coi, hung coi. Hung ngoại coi. Hung ngoại coi. Tối ngày à, bốc đá ăn không à? Ừ, dạ. Không. Ông theo đạo sao mà thấy để cái tóc ông đạo ấy ông đạo Hòa Hảo quá đạo Hòa Hảo hả? Dạ ông ở bây giờ còn sinh hoạt đạo Hòa Hảo không? Giống như con. Là mấy đồng đạo của mình á. Còn mà ít có lợi thâm lắm vì mình bệnh hoài đó người ta đi
tới lui ở ấy đằng kia người ta đạo, theo cái đồng đạo người ta đó, bị mình không có đi đâu được. Mình không có sức để đi. Không có sức ra đi được, thành ra người ta không có ít tiếp tế với mình được lắm. Nếu mình bệnh hoạn mà. Giờ con cái nó không có nuôi được mà nó quăng, thậm chí là cháu, một đàn cháu cho ông nuôi như vậy, ông có ông có quán trách nào không? Quán trách thì giờ rồi ta sự nó như vậy rồi, giờ quán trách giờ cũng sự đã rồi, nó cũng không có làm gì được ấy được. Nó cha nó hổm mà bệnh nó, trời ơi, tính đâu rồi rồi điện kêu nó về, không nó cũng về. Về tắm đâu? Nó mất công chuyện, nó không về. Đi khám bệnh là cần có bao nhiêu tiền đi khám? Không biết. Nào, ở nhà nó kêu vô là phải đóng tiền mới cho ông vô. Từ trước đi vô hết là mấy triệu rồi đó. Thường là đóng cỡ bao nhiêu tiền? Là trước đi vô nhập đó thì nó kêu đóng 2 triệu. Đóng 2 triệu rồi, cái sau cái nó kêu đóng thêm nữa, không biết nhiêu. Không mà chịu hoài rồi chú ơi. Mở cho nó nói, có chú Trung là em chú Trung giúp đỡ gì từ phần nào, rồi còn lấy cho ông đi bệnh viện chứ giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Đây con gửi 3 triệu nha. Dạ. Có tiền đi khám bệnh. Cảm ơn chú nhiều. Ba triệu đủ khám bệnh không? Nói bao nhiêu thì mình đông vô nhập viện vô thì nói bao nhiêu mình phải đưa bao nhiêu cho sao giờ. Thấy ông thở hơi lên luôn đó nhỉ, thấy nặng này quá đi mất. Bữa trước uống cao đông sơn là uống thấy khỏe phải không? Là ổng uống riêng dạ. Đó chú, ổng uống riêng phải. Đây con cho hộp lớn luôn nha. Để dành uống nha. Bữa hộp uống cao cái chú trong này nè, chú bán quán trong này nè. Chú nói mệt buồn nào chú Trung có lại đó, kêu cho tôi hay cho tôi đi mua thuốc. Rồi các tôi nói có ấy không? Nói trực tiếp qua xưởng con ở Tây Bắc á. Thì đó đó. Qua mua. Tôi mới nói ổng cái ông là ổng đi ra máy ông mua hộp rồi. Dạ. Đây con gửi thêm mật ong nha. Uống cho tốt, ở tuổi già này uống thêm mật ong cũng là tốt luôn đó. Uống hộp sữa nữa. Dạ. Con hy vọng là đợt này con ghé con gửi tặng như vậy có thảo mộc cao đông sơn này, rồi có thêm cái sữa hạt nữa là mình uống vô mình khỏe nha. Cái này phải nhìn lại mua gạo ăn mới được không ơi. Cái bệnh không nào đi. Rồi trước mắt đi bệnh đi nha. Trước mắt đi khám bệnh trước đi. Bệnh đi rồi gạo còn không cô? Gạo cũng hết rồi chú. Hết gạo hả? Dạ. Bây giờ ông để đó, ông đi chữa bệnh đi, rồi tới đâu hay có gì ăn nấy. Giờ có gì ăn nấy chứ giờ, để bà con nó có về, có ông chút bệnh như là. Lo cái bản thân đó. Không, thằng trai kìa, thằng Dũng kìa, nó được. Lo cái bản thân đó, còn không xong nữa, mua gạo gì tới mình. Thôi, nó cũng có mà, chút bệnh. Đâu có hiểu lắm. Để ra mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn chứ nó không có đứa nào mà có hiếu hết. Hiếu đâu. Nhờ mấy chú rồi giúp đỡ mà còn đỡ không rồi được chứ. Thường hoài. Sống ngày nào thì nếu mình nào có hiếu. Thì ngày nào ông đi thì tôi đi theo ông. Có gì đâu. Nó không có hiếu, nó không có cho gạo mình đâu ông ơi ông. Con của ông hả? Thằng trai á, nó chưa có vợ mà nó mầm đâu khi đó. Có nó sợ thì nó làm, có nó cũng có ấy. Nó đi 17 tháng 42 rồi, nó không có điện đài. Đâu hết rồi.
Thôi con gửi thêm 1 triệu mua gạo đi nha. Đây cô, cầm đi, cầm thêm 1 triệu để mua gạo đi, cho giúp cho nó chót luôn cái 1 triệu cũng đỡ. Dạ, để dành ăn nha. Để dành ăn cho đêm thôi, nó không có lo cho mình đâu. Mình lo cái bản thân mình đi. Không có con nào mà trả hiếu được đâu. Rồi hỏi mượn tiền theo, nó nạt còn hơn con nó nữa. Có gì? Ông mượn tiền mà nó nạt. Không cho, nó có tiền đâu. Mua đi mượn thì ra ngoài xin đi, đi xin đi. Có tiền. Tao sợ cháu này nè, nó đói nó không có sữa nè, tao có thể nhịn đói 1 ngày được. Mà ngạc gì, đứa cháu nè nó đâu có nhịn khát được, nhịn đói được. Dạ con. Cha có thể đi xin từng đồng từng cách về để nuôi cháu của mình, nuôi con của người đó, mà bây giờ người đó bây giờ ông quay lại ông xin tiền, chút tiền để mua sữa cho cháu thôi mà là nạt ông luôn. Thôi, đừng nói thôi. Thôi, nó không có hiểu đâu chú ơi. Mày chết được, tôi chết rồi. Có hiểu ở đâu. Mượn tiền nó còn nạt hơn con nó nữa. Chị đi ra đi xin đi. Rồi muốn thiếu thốn gì đó thì mua đi, chứ tôi không có tiền. Nó nạt có nạt gì không cô? Nó nạt luôn không? Nó cũng như nó nạt rồi thôi à, nó có thấy. Nhưng mà nó có nạt luôn hả? Trời ơi. Thôi bây giờ tưởng con được rồi. Bây giờ đứa nào với đứa này. Nó đi bông cát rồi 7-8 bữa nay rồi, không có điện đài, không điện gì về. Thưa cả nhà, Trung thì không có nhận quyên góp từ thiện, Trung đã ngưng rồi. Thì nhưng mà nếu trường hợp mà cô chú anh chị mình muốn giúp đỡ những hoàn cảnh thì cứ liên hệ trực tiếp qua hoàn cảnh cả nhà nha. Cô số điện thoại của cô là số mấy cô nhớ không? Hỏi số mấy. Số điện thoại của chú còn nha. Đâu số mấy? Có số điện thoại mình số mấy? Nhớ số không? Số không? Con nhỏ con nó thứ hai đó. Nó đi ấy, nó làm cho người ta, nó mua sữa, mua đồ cho em nó uống. Rồi nó về đây nó. Mới về sáng bây giờ. Chút nó đi nữa. Mời con. Số phải số bên trước cô gọi con không? Số điện thoại của cô là 0949 293 603. Nhưng mà con gọi lúc được lúc không á. Nhiều khi điện thoại đi cầm. Có lúc con gọi được đổ chuông nghe máy, còn lúc con gọi không ỏi e luôn. Có bữa không có tiền đi cầm có chuột. Bữa không có tiền đi cầm luôn hả? Rồi bây giờ chuột về rồi. Chuột về rồi. Chú điện vô coi. Để gọi thử nha. Không 0949 293 603 đổ chuông rồi đó. Vậy là máy lấy về hồi nào cô? Lấy về bán bữa nay, hồi bữa gọi chú đó. À dạ. Lúc đổ chuông lúc không đổ chuông, và lúc mà không đổ chuông là biết là thuê bao với khách hiện tại đang nằm trong tiệm cầm đồ. Xin với khách có tiền chuột giùm ra. Cầm 400 ngàn. 400 ngàn. Cầm có mới coi có tiền cầm mua sữa. Mua sữa. Mua sữa cho. Mua thuốc rồi cho ông uống. Thuốc là mua bỏ đó rồi cho ông uống. Rồi bây giờ có tiền mua gạo đi, có chút sữa. Dạ, 10 kg gạo thì được bao nhiêu cho là 200 ngàn. 10 kg là 200. Mua 25 kg gạo. 25 kg. 500. Dạ.
Rồi còn lại chút đỉnh mua sữa cho bé nha cô nha. Mua thùng sữa cho bé. Dạ. Thì có dư nhờ chồng thì đi, nếu có dư thì đi về, đừng hỗ trợ nó đặng cho sữa nó ấy, nít rồi sao nó nhịn đói được. Có bữa thôi, không có cho nó uống sữa bò. Uống sữa bò nhiều khi nó không mấy quen đứa, uống đứa sữa đó nữa đặng. Thấy vậy nó mua thôi bắt ba để con mua uống sữa bò hả? Hồi nhỏ là uống sữa bò không đó, uống mấy tháng trời nó hỏi bên ông à bãi bả mới kêu bỏ sữa bò đi mua sữa thùng cho nó uống đi. Dạ rồi thôi. Thưa cả nhà, hôm nay thì một hoàn cảnh cũng khá là đáng thương khi mà bây giờ hai vợ chồng đã nuôi cháu cũng như là Thành đã nuôi con của mình luôn rồi cả nhà. Chẳng khác đứa con thì nuôi từ nhỏ tới lớn rồi, thậm chí là không phải một bé đâu, một đàn bé luôn. Rồi giờ học hành rồi mấy đứa nó phải về đi học đó. Bây giờ con cái mà cũng không có lo gì, hai mà già lo mà ông thì làm nghề ăn xin để mà kiếm tiền mua sữa cho cháu rồi mua gạo cho vợ cũng như cháu mình nuôi cả gia đình luôn. Bây giờ ông thế này đây hồi hộp, bây giờ cố gắng ông nha, giờ đi bệnh viện đi rồi đi khám đi, rồi cái sản phẩm Cao Long Sơn mình cứ dùng thêm vô để mà có sức khỏe. Dạ dạ rồi ông về con chú xin phép về nha. Cảm ơn chú, cảm ơn giúp đỡ cho gia đình, cũng cảm ơn lắm. Dạ cảm ơn chú Trung. Mình quân cái nước ngoài giúp đỡ tôi được về tôi mừng lắm. Chứ tôi giờ không biết sao. Bây giờ thì nhờ chú Trung giúp đỡ giùm. Thôi nhờ bệnh tim này không biết làm sao. Ngày nào cho ngày nấy. Ngày nào trước. Cảm ơn Mạnh Thành Quân ở bên ngoài giúp đỡ cho tôi. Tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ tôi không biết nói cái gì nữa giờ. Thôi cảm ơn. Có bữa ông mệt quá, ông khóc luôn. Ông nói tôi mất rồi, không biết hoài làm sao. Nói ông mất rồi thì tôi cũng đi theo ông, chứ giờ không biết. Ông mất đi theo luôn hả? Ừ, không biết sao. Đâu rồi? Chứ ở chú hỏi. Không sao đâu, nó không đâu. Chú hỏi chú nè, có ổng thì ổng lo cho. Nó người kia nọ còn ổng mất rồi, có con cũng như không. Nó cũng bỏ mình. Chứ không có gì đâu. Nó còn mơn cái tiền. Mua sữa với con dư nó mua gạo chút đỉnh nó về cái hỏi nó cái nó nói lên, nạt xuống nè. Về cái nó nói nó đi làm đâu có tiền đâu mà ấy. Tôi nói ủa tao nuôi con mày từ nhỏ tới lớn mà về hỏi mày mượn tiền mày mua sữa cho con mày chứ đâu phải là tao mua về cho ấy đâu. Mày nói thôi tự gạt tới mày khỏi về đâu. Còn với cái không có lo được ông bà mà còn lại thấy báo thêm ông bà nữa, khổ thân ông bà. Dám chịu thôi chứ sao giờ chú ơi. Hoàn cảnh như vậy chịu. Hoàn cảnh như vậy nè. Giờ sao giờ cũng gắng chịu. Dạ thôi con xin phép về nha. Dạ, ơn chú. Dạ cảm ơn cả nhà đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi video kênh Canh Rung Lóc. Trung xin gửi chào tạm biệt cả nhà. Rồi, chào tạm biệt.